Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Duy Vũ Audio. Kênh bên em chuyên mua bán các mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ đủ loại. Và tiếp sau đây hôm nay thì em giới thiệu đến anh em về một số mặt hàng. Nói chung hôm nay tất cả đều là về dây tín hiệu và dây lo và một số mặt hàng linh tinh. Thì nói chung cái này thì bán mỗi anh em thì có mỗi người có nhu cầu riêng. Và bên em thì chuyên làm các loại hàng linh kiện từ Nhật về anh em, từ tất cả đều đồ Nhật về nha. Có một số hàng thì nó cũng có công Mỹ về. Và hôm nay thì anh em nào vào kênh bên em mà thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình, đăng ký để xem được những video mới nhất bên em và xem những mặt hàng bên em. Dù anh em nào có nhu cầu nào thì anh em cứ vào Zalo bên em nhắn tin nha và em cho giá nha. Còn một số anh em nào mà có mua đừng có nhắn số điện thoại trên kênh anh em, để kẻ gian nó sẽ lấy số điện thoại đó, nó sẽ làm nhiều thứ cho đến mình không được hay á. Tại em thấy trên một số trên diễn đàn nó nói về anh em đừng nên để công khai số điện thoại trên cái kênh. Và em chỉ nói về anh em thôi, nhưng mỗi người thì có cái cách muốn mình làm sao thì làm, nhưng mà đó là riêng bên em là vậy. Còn anh em nào mua bán thì vui lòng điện thoại trực tiếp bên em nha. Cái số điện thoại thì nó không có thể nào mà cái khai sai người được, nên anh em nhớ gọi điện thoại theo trên kênh của em, hoặc là số điện thoại em là 0939 364 252. Và anh em nào có và có gì anh em cứ vào Zalo đi. Zalo em trên kênh em có để sẵn đầy đủ ha. Đây, và tiếp sau đây giới thiệu về anh em về một số mặt hàng sau đây nha. Đây, nói chung cái này cũng bán đồ linh tinh cho mỗi anh em có nhu cầu cần thì chơi. Nói chung mấy cái này đôi lúc mình kiếm không có anh em, nên cái anh em có nhu cầu thì xài nha. Và ở đây thì em giới thiệu cho anh em luôn nha. Này, đây là dây lo nha, dây lo. Cái dòng mà dây lo này nó rất là dẻo nha, nó rất là dẻo nha. Anh em xài rất là bền. Đồ Nhật thì anh em cứ chờ chất lượng thì nó mình hỏi bàn ha anh em. Đồ nó làm ra thì cái nào là ok cái đó. Ở đây những dây đồng nè. Đây nè anh em. Bây giờ em có phân loại bên anh em. Bên đây thì bên đây một đống đây ha, thì dây em bán bên đây mỗi mét dây thì em tính 20.000 anh em bên đây nha. Bên này một mét dây 20.000 nha. Tại nói chung anh em mua nào, anh em nào có thiếu với mình cần dây lo đó mình gắn đó, thì anh em gắn dây lo này thì nó sẽ bền mãi mãi luôn á. Tại đồng nó đồng xịn không à, đồng trăm. Thì vô trong đây nó có cái màu nè, màu trắng nè, còn đây mà màu đỏ đen nè, màu đỏ đen anh em, màu đỏ đen. Còn bên đây thì dây này, dây nó cũng có chữ nè. Anh em nhìn cái ruột nó rất là nhiều nha. Dây này tới 10 mét, cộng này tới 10 mét anh em, mộng 10 mét nha. Anh em nhìn mấy cái sợi dây đồng đó này nha, dây đồng đó này nha ha. Nói chung bán thì anh em có mỗi anh em có nhu cầu chơi thì liên hệ nha. Nói chung bên đây thì em cứ tính mét 20.000, anh em nào đo mét bao nhiêu tính tiền bao nhiêu nha. Bên đây nha. Còn bên đây anh em có cái chùm này thì em bán anh em chùm này, nguyên chùm này là dây đề nông, dây hiệu đề nông nha. Dây hiệu đề nông để quay cho anh em xem cái đề nông đó nha. Đề nông rồi. Anh em là xem dây đề nông nha. Này đề nông nè anh em. Này chiếc đề nông anh em, để em quay lại nha. Có chiếc đề nông đó anh em, chiếc đề nông nè nha. Cái dây này đề nông anh em, để em nói chung cái này thì ông dây này ở ngoài nó to lắm anh em. Này dây đề nông nha, dây đề nông. Thì cái này một phanh nó là một cặp lo anh em. Một dây này thì mua đây em tính anh em mấy như con dây này thì 1m 40.000 anh em. Tính cứ 1m tính 40.000 nha. Bên đây cũng vậy nha. Thì nói chung bên đây cứ 1m 40.000. Còn cái cọng dây này thì cọng dây này thì nó tới một cộng nó bốn ruột anh em. Một cộng nó bốn ruột nè. Thì những anh em nào xài những dòng lo mà nó hai đường tiếng riêng thì mình ghim mua dây này gắn vô rất là hay, rất là có. Mấy dòng này khó kiếm anh em, dòng này khó kiếm mà tất cả đều hàng bãi Nhật nha. Này hàng bãi không anh em, về bãi không à. Và bên đây thì nói về cọng dây này đi ha. Cọng dây này dây tín hiệu nha anh em. Dây tín hiệu này nó bắn mét thì anh em cứ cái này phía ngoài là dây đồng này ha, và trong đây là dây bạc nha. Thường dây bạc nó dẫn tín hiệu nó tốt hơn, thanh nó hay hơn. Rồi phía trong này, phía trong á, dây chỗ phía trong chính giữa nó là dây bạc mà ở ngoài dây đồng. Này một này bán tính mét anh em, 1m 40.000 nha, 1m 40.000 nha. Dây này nè, dây này cái cọng nó to bằng cái mấy cái dây micro mình đó, dây micro mình đó. Đó, còn đây thì em có được một cặp này thì của thằng Lexigo anh em. Này dây xịn nha,
nhưng mà nó ngắn lắm. À này, lát xích gồ anh em, lát xích gồ nè ha, anh em thấy dây lát xích gồ không? Để nè, lát xích gồ nè, lát xích gồ này nó xài cái đầu cái đực nha, của Canon, cái đực Canon nha, cái đực Canon. Dây này mà dài nó có 50 à, có được có nửa mét à. Và ở đây thì dây này dây dây của cái đầu giống Gimigo anh em. Thì mà này nó có nó đắt hết, nó đứt hết cái một đầu để mình hàng về hàng. Thì nó, anh em nhìn cái dây gắt 6 ly nó nè. Cái đồ nó làm cái nó cũng khác cái đồ Việt Nam mình đó. Khác mấy đồ vải. Đúng là đồ Nhật nó làm rất độc đáo anh em. Này da băng anh em, da băng này ha. Này da băng nha. Nói chung hàng là da băng nha. À, và đây cũng dây này cũng gắt 6 ly anh em. À, 6 ly nè. Anh em nhìn thằng bãi thì nó chất lượng, nó nhìn nó dây nó rất là nhỏ mà rất là mềm mại nha. Và ở đây thì đây là con dây tín hiệu, dây tín hiệu Yamaha nha, Yamaha anh em. Dây này dây bắt con sen mà toàn là mã vàng nha, lần này là đồng xịn luôn nha, đồng xịn nha. Cộng dây này không 500.000 anh em, cộng dây nữa mắc lắm nha, 500.000 đó. Cộng dây này nè rất mắc. Thì anh em nào có cần hàng cao cấp thì cái cộng này thì cao cấp anh em, hỏi nói cái này cực kỳ luôn. Cộng này 500.000 anh em, cộng này 500.000 nha. Và ở đây thì những cái dây này dây tín hiệu anh em, dây tín hiệu nè. Rồi anh em muốn mua về mình cắt á, mình lấy con dây nó làm tín hiệu. Dây này nó có nhiều chân trong đây nhưng mà mình làm ra làm mình cắt cái dây tín hiệu được. Đó, anh em là dây tín hiệu này nha. Dây lớn, dây bằng cái cộng dây nó to gần bằng cái dây micro mình rồi đó anh em. Ở này thì CBC, dòng này dây CBC này nha. Còn ở dưới đây thì dây bằng chân đế đóng lên đi. Thì ở đây thì cũng dây nó cũng dây hai đầu 6 ly nè, nhưng mà có một cái nó bị dập rồi. Nói chung cái này mình thay được anh em. Thôi nếu anh em mua đó ha, hàng vô thay vô tư. Rồi đó anh em. Thì bên đây thì nè, em nói sơ lược về cái này nha. Thì bây giờ tới dây tín hiệu AV. Rồi bên đây thì em nói anh em về cắt. Này là dây bên đây nguyên đóng này nè. Là dây Nhật đó anh em. Như cái thằng này đầu này, một đầu nó xịt tê, một đầu nó mono. Nói chung nó cũng là đủ thứ cho anh em. Anh em mỗi nhu cầu thì như trường hợp anh em nó xài mà hai CT nè. Như cộng dây này CT anh em, dây CT nè ha. Này hai đầu CT thì dù anh em nào kết nối mà gắt 3 ly, hai đầu gắt 3 ly thì cộng này điều hàng bãi nha. Điều hàng bãi anh em, điều hàng bãi nha. Còn mà dây mà anh em xài mà dây mà ghim điện thoại đây, gắt 3 ly mà gắt 3 ly ghim vô ga bông sen nè thì nó này nha. Dây này nó này nha. Thế nên trong đây cũng nhiều cộng xịn đó anh em, nhìn toàn thằng xịn không nha. Còn như thằng này thì nó xài 3 ly mà mono với ga bông sen, hàng da băng anh em, da băng nè nha. Này ha. Rồi em sẽ lựa nhiều cộng cho anh em xem thôi, nếu anh mỗi anh em có nhu cầu như cộng này nè. Thì mono này, da băng nè, Sony nè. Này Sony nè. Này da băng nè, Sony nha. Sony anh em. Này mono, ga mono nha. Để em kiếm cộng CT nha, có cộng CT luôn. Nói chung đây hàng bãi anh em, hàng bãi thì nói chung mình không có chơi được nha, đồ Nhật á. Này hàng bãi Nhật về anh em. Này máy này bãi Nhật về hết. Nè, nhưng giống như cái một cộng này là CT anh em. Nè, này da băng nè. CT nè. Đấy, anh em nhìn mấy cái này thì nó da nó dại, nó mấy cái dây nó dẻo lắm anh em. Nó rất là dẻo nha, rất là dẻo. CBC nè. Nên nó nói về nghiêng cái đóng bên đây thì dây 3 ly ga bông sen. Còn bên đây dây AV. Dây AV anh em. Nè, dây AV này nha. Dây AV. Dây AV. Cái này hiệu hiệu gì? BLA. Anh em nè, dây này ha. Dây này nha. Này dây bông sen nha. Này một cộng nè. Này dây tín hiệu nè. Dây tín hiệu này, này 6 đầu anh em. Cái này thì của thằng CBC nha. CBC gắt mạ vàng hết. Còn bên đây thì mấy cộng này thì cộng của thằng Optican nè. Cộng Optican nè anh em, CBC nha, Optican. Xài cũng dãy qua dãy cổng quang anh em. Mấy này là của CBC nè. CBC anh em. Đó. Giờ em nói anh em mấy cộng bên đây thì mỗi cộng thì nó 20.000, cộng bên đây 20.000 anh em. Còn cộng bên đây thì mỗi cộng là 30.000. Bên đây thì dây này thì nếu mà dây bông sen nói chung này ít xịu anh em. Nói chung anh em nào có mua thì có gì nhắn tin bên em nha. Mấy này dây nó không có nhiều. Nó chiến này về nó dây AV ít lắm. Hồi xưa nó dây này rất là lớn nhưng mà giờ mua không có hàng anh em. Nếu mà nói về dây Nhật rất hiếm.
Bây giờ cái này thì nó dây này thì 6 đầu thì cộng một cộng 40 ngàn anh em. 40 ngàn. Còn như cộng này thì cộng như cộng này thì nó mắc anh em. Cộng này tới 70 ngàn. 7 40 ngàn. Rồi cái gì nữa ta? Và đến đây thì mấy cái dây này thì mấy cái gắt này là gắt hàng bãi anh em, hàng bãi mới nha. Hàng bãi của Nhật về luôn nha. Này thì gắt 3 ly. Gắt 3 ly. Mà đã nó xài loại dây lớn, 3 ly xài dây lớn nha. Và mình này em tháo cái này em tháo ra một cái đầu anh cho anh em xem nha. Trong đây nó có một cái thì em đã tháo rồi. Đây, anh em đây đã tháo sẵn rồi nha. À, anh em xem rồi nha. Nó mạ vàng xịn nha, nhưng anh em nhìn cái mấy cái lõi nó chấm nè. Nó làm bằng đồ trơn, nó nói chung này xài rất là bền nha anh em. Đây là nói về dây này. Còn này là cái bắp chuối, chuối ghim lo anh em. Chuối ghim lo nha. Này hàng bãi Nhật anh em. Rất đẹp không? Rồi đây là chạm lo, anh em nào có nhu cầu chạm lo cao cấp thì liên hệ này nha. Này những cái âm ly này, những cái âm ly mà cao cấp đó, mấy dòng sau này đều xài chuối thứ này nha. Này chạm lo thứ này nha. Này anh em nó chấm đỏ đen nha. Còn ở đây thì cái này thì gắt bông sen anh em, bông sen mà vàng. Nói chung này hàng bãi anh em, hàng thị trường hàng bãi nha, của Nhật về. Và đây là gắt 6 ly ga bông sen. 6 ly ga bông sen anh em, 6 ly ga bông sen. Nói chung anh em nhìn hàng bãi Nhật nó rất là sắc sảo nha. Rồi ở đây thì nó thì ở đây là gắt 3 ly CT. Này mình hàng dây do anh em, này loại gắt công. Nói chung là đồ xịn anh em, bên Việt Nam mình chứ không có quá. Thì anh em nào có nhu cầu cần mấy dòng này thì liên hệ em nha. Còn bên đây thì cũng vậy. Này thì nó là gắt 3 ly CT. Này thì nó xài dây nhỏ. Thì anh em nào có cần rồi cái đầu gắt 3 ly rồi thì liên hệ. Rồi xong. Ở bên đây thì cũng có một số dòng radio Nhật anh em. Máy này trong em có đăng cái lô trước về cái lô Sony. Cái này mấy dòng FM 108 anh em, 108 nó dòng này là full. Xài Việt Nam là full đài luôn anh em. Full luôn nha. Hàng này thì nó để nó Sony chính hãng nhưng mà nó tất cả đều là nó nhà máy đặt là tại China nên nó để pin China hết. Nhưng mà hàng chính hãng anh em. Dòng này xài mình bỏ pin vô xài rất là bền. Rồi anh em nào có nhu cầu xài ra vô hoặc là mua tặng này kia anh em cứ mua này về xài bền. Bỏ hai cục pin AA anh em, hai cục pin AA nè. Hai pin AA xài thôi. Này rất là này dòng này xài anh em cứ yên tâm, nó rất là bền mà hai tiếng nó rất là rõ chi tiết. Rồi máy la vô mà mỗi một cái là 250 nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì mua nha, còn anh em nào mua mà thợ mua số lượng thì vào Zalo bên em sẽ chụp mẫu và em cho giá. Còn phía sau đây thì những cái này là đồ linh tinh. Nó đồ linh tinh anh em. Cái này thì này đồ linh tinh không à. Cái thứ này mình cũng không biết làm gì luôn. Rồi bây giờ mấy cái này thì anh em nào như cái mấy cái này anh em có cần cái nào thì liên hệ em nha. Như cái máy này thì giá nó một cặp anh em, ví dụ anh em mua một cái cũng bán nữa. Một cái này nó 20 ngàn anh em. Hầu như một cặp này thì 80 ngàn nha. Một cặp là bốn nó gì là 80 ngàn anh em, 80 ngàn nè. Hai cái 80 ngàn. Còn bắp chuối thì một nó một cái nó 40 ngàn anh em, một cái nó 40 ngàn nha, một cái nó 40 ngàn anh em. Cái này mắc lắm. Rồi cái này thì một cái nó thì 20 ngàn anh em, một cái 20 ngàn nha. Còn một cái này thì cũng 20 ngàn, 20 ngàn. Cái này thì 15 ngàn anh em, 15 ngàn nha. Cái này cũng 15 luôn, 15 ngàn. Còn dây HDMI này cộng nó là 10 ngàn hay 20 ngàn anh em. Cộng 20 ngàn. 20 ngàn. Mà như là được vài cộng anh em. Thì hôm nay thì em có nhiều mặt hàng, anh em nào có cần gì thì liên hệ bên em nha.
tất cả đều là bên đây thì dây bãi Nhật nha. Bên đây hàng mới, hàng mới mà hàng của Nhật về anh em, mới này của Nhật về. Còn đây là dây lo, dây đo nãy mình đã nói đầu tiên rồi anh em. Bên đây cũng vậy. Rồi bên đây có số này. Còn bên đây có một số mấy mặt hàng này thì anh em có cần thì liên hệ nha. Cứ một cái chân này thì nó 5.000. Anh em cần bao nhiêu cái có bao nhiêu cái, nó rất là nhiều. Bên em số lượng từ cái này thì anh em với những cái chui ghim điện mình mà ba lỗ mà nó ra hai nè, thì anh em mua cái này gắn vô thì nó ra hai. Nó này đồ Nhật anh em, này Nhật luôn nha. Này số lượng em tới có mấy trăm cái luôn, nó rất là nhiều. Rồi anh em nào có nhu cầu trong mấy món này thì liên hệ bên em nha. Và em kết thúc video tại đây. Hẹn lại video tiếp theo. Xin chào.